đi sẽ chơi trò cô giáo animatron nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đây là hình ảnh của cô giáo animatron nè mọi người. Đó, trên tay cô đây là một cái thước, không phải là để dạy toán dạy gì đâu mọi người ạ. Đó chính là cô đã lấy cái thước này giống như vậy, kiểu vậy nè. Cái tay cái đít. Ok, không có gì nữa, bây giờ mình sẽ lấy thôi. Ok nha. Bây giờ thì hiện tại còn có mấy bảng nữa. Đây, cái bảng này là cô ghi là chúng tôi sẽ không làm phiền cô giáo Amichon. Mấy cái bạn này đang chờ mở cửa hay gì nè mọi người. Ok, người ta kêu là mình phải dạt cái này, sau đó chạy thật nhanh. Lẹ mọi người ơi, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, đừng có chạy ngược chiều nữa nha. Chạy ngược chiều cái là cô giáo đánh luôn. Ý đó cô giáo kìa má. Trời ơi, gọi xong. Ý, chạy lẹ mọi người, mình phải chạy về hướng của cô giáo. Cái chỗ mà cô giáo hồi nãy cô giáo mới đi qua. Đây, chạy lại mọi người. Hên quá mọi người ơi, xíu nữa là bị cô giáo bắt rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái này đây. Chút xíu nữa là xong đời với ba cô giáo rồi mọi người ơi. Công nhận cái trường này đúng là bị ma ám rồi. Nhiều cái bẫy ghê. Tất cả cô giáo cũng là robot nữa mọi người, phải chi là con người. Ui. Ai. Ok thì mình đã qua được rồi nè. Tới cái phần tia laser. Ui, cái này mình phải nhảy cho cẩn thận, không là mình sẽ bị. Ok, mình sẽ xuống đây nha. Thì cái này nó bị gãy á mọi người, cho nên thì mình phải nhảy nhanh qua, không là nó. Rồi xong luôn, chưa kịp nói. Bắt đầu nhảy tới cái cuối thì mình đã bị xe lần nữa rồi mọi người ạ. Cái này thì không biết còn quay được nữa không. Nhưng mà mình phải lẹ lên. Thôi là cái này nó không bị gãy. Đang chơi mà nó bị gãy một cách. Hên mọi người. Thì đây là những cái bẫy trong trường học. Mấy cái này nó qua chậm lắm. Nó qua cực kỳ nhanh luôn. Ok, mình đã qua được rồi nha. Bây giờ mình sẽ lên cầu thang. Cái gì vậy mọi người? Trời ơi, cái này nó khó dữ vậy. Wow, mình đã qua được rồi mọi người. Cái này thì nó hơi nhanh chíu rồi. Mình bị cô giáo Amichon được á, thì mình đã xuống được đây rồi. Hẹn đó mọi người. Cô này đúng là dí học sinh, không có gì khác hết trơn. Hey Phương. Ok. Mình sẽ chạy vượt qua. Nhưng mà có những người đang bị tụt lại phía sau lưng của mình đó mọi người. Coi bây giờ mình sẽ chạy yeah. Coi không biết có té không nữa. Cái lúc mà tới cuối là tôi té hơi bị nhầy à nghe. Cái này các bạn phải cẩn thận nha. Qua trận. Như đây. Ê, đừng nói là mở cửa ra là hụt tôi nha má.
Ok nha, mình cũng sợ sợ quá rồi. Ok, vậy video của mình cứ tới đây là hết rồi. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye, mãi yêu. Alo. Ok, lộn gì nữa. Bye các bạn nha.